Xin kính chào toàn thể quý khách hàng, quý khách hàng. Thì em là Thành Mẫn, nhân viên tư vấn tại đại lý ô tô Phú Cường. Để tiếp tục câu chuyện giới thiệu về xe, thì ở clip trước em có giới thiệu về dòng xe tải sắt là 650 Plus. Thì ở clip này em sẽ giới thiệu một cái phân khúc cùng phân khúc với lại sắt là 650 Plus, đó là xe tải sắt là 680, có tải trọng 6,5 tấn và tuần hàng lật vòng là 62. Và xe chúng ta là được trang bị động cơ của Đức với thể tích là 3.9 lít, rất là khỏe luôn. Đây là một cái sản phẩm mới của nhà máy sắt. Thì xe chúng ta là được trang bị cabin đầu vuông cũng y như là dòng xe tải sắt 650 Plus luôn. Về thiết kế thì là như nhau, thì xe chúng ta là trang bị cabin kép với 3 chỗ ngồi và 1 giường nằm. Thì cũng là phía trước cabin sẽ có logo sắt hàng rồng màu vàng. Xe chúng ta là dòng cao cấp của nhà máy sắt. Và đây phía dưới thanh cản là có đèn sương mù và có cái rơ móc đi theo xe. Thiết kế hoàn toàn giống với lại xe tải sắt N650 Plus. Về hệ thống đèn, đèn chúng ta là đèn hình chữ Y với thiết kế là nguyên khói và đèn pha khói bên dưới và đèn xi nhan ở trên. Và cái hệ thống gương của chúng ta là được trang bị gương hợp mảng lớn với ở phía trên là gương phẳng và phía dưới là gương cầu lồi, chúng ta có thể quan sát được hết ở phía sau của xe. Và bên phụ thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái gương điểm mù ở phía trước. Như vậy là đã sơ lược về cái phần ngoại thất đầu cabin của xe. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu sơ lược về cái phần khung gầm và phần thùng hàng của xe. Thì về khung gầm dàn chân của xe thì chúng ta đi lớp là lớp 825 R16 nha bác tài. Thì cái lớp chúng ta đang đi là lớp cao su mina. Phía trước thì chúng ta sử dụng là 7 lá nhíp. Cầu trước của chúng ta là chịu tải được 3 tấn và cầu sau chúng ta là chịu tải được 8 tấn. Thì tổng tải của xe là 11 tấn 3 nha bác tài và tải trọng hàng hóa là 6,5 tấn. Thì đây phía dưới đây là cái thùng dầu của xe. Thùng dầu chúng ta là 210 lít được làm bằng hợp kim nhôm. Và bên cạnh cái thùng dầu là một cái bình nước xử lý khí thải ure. Xe chúng ta đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nên là chúng ta phải cần có nước xử lý khí thải ure. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ xuống dưới. Đây là cái lớp sau của xe. Lớp sau chúng ta đi là lớp đôi. Đặc điểm của dòng xe tải sắt là tất cả các lớp đều là đi bằng lớp gai xuôi nên là di chuyển rất là êm ái và nhẹ nhàng, không có gây ra tiếng ồn. Tất nhiên rồi, xe chúng ta đều được trang bị cái hộp đựng đồ và cái lớp xe cua. Thì mời bác tài xem cái phần khung gầm của xe ha, khung gầm phần cầu của xe. Về phần khung gầm và phần cầu đều là sử dụng chung cho xe sắt là 650 Plus và xe sắt là 680. Hai xe sử dụng chung cái phần cầu thì rất là chắc chắn. Cầu chúng ta là cầu Mỹ. Về phần sắt xi chúng ta là sắt xi dập bụi 6.000 tấn và được khoan nhiều lỗ để giảm tránh hiện tượng mà giãn nở của sắt xi ha, khi chúng ta di chuyển đường dài và chở nặng. Ok, tiếp theo là cái phần thùng hàng của xe. Thùng của chúng ta là có kích thước chiều dày lật lòng là 6m2, chiều rộng là 2m13 và chiều cao là 2m1, có cùng kích thước với lại xe sắt là 650 là giống nhau. Về cái vật liệu đóng thùng thì xe chúng ta là đóng hoàn toàn bằng sắt. Cụ chúng ta là sắt hô đúc và con lương, bản lề, tay khóa và khung bẩn đều được làm bằng sắt hết. Về vách ngoài của thùng là vách inox, ở trong là tôn kẽm, ở giữa sẽ là một cái lớp hút. Thùng chúng ta là được đóng theo theo thùng tiêu chuẩn. Ngoài thùng tiêu chuẩn ra thì bác tài có thể đóng theo các cái option khác như là thùng bẩn nhôm hoặc là thùng full inox.
để chúng ta có thể là chở hàng đảm bảo hơn và tăng cái độ bền của cái thùng hàng lên. Ok, thì đây là thiết kế phía sau của thùng hàng, chúng ta mở cửa hai bên. Ngoài mở cửa hai bên thì chúng ta có thể đóng mở vỉ chẳng hạn, để bác tài có thể dễ dàng lên xuống hàng hóa hơn. Và đây phía sau của phía sau là phần đèn hậu. Đèn chúng ta là thiết kế là âm vào bên trong một chút xíu ha. Chúng ta có thể thiết kế thêm là một cái chụp chúng ta bảo vệ cái phần đèn. Thì em thấy là cái cản sau của xe rất là 680 thì nó hơi lỏng lẻo à, nó rất là mỏng, nhưng mà đảm bảo được bác tài mình bước lên bước xuống ha. Và sau đây thì em sẽ mở đầu cabin lên và giới thiệu động cơ cho bác tài. Xe chúng ta là trang bị động cơ gì? Và đây là động cơ của xe rắc 680. Xe chúng ta là động cơ của Đức. Em mới đề máy lên nha bác tài. Bác tài nghe được cái tiếng động cơ của nó không? Rất là to, rất là khỏe. Xe chúng ta là động cơ của Đức với thể tích làm việc là 3.92 lít, gần 4 chấm, cho công suất mã lực là 170 HP. Công suất cực đại của xe là 125 kW tại 2600 vòng, rất là khỏe. Với cái độ tiêu hao nhiên liệu thì cực kỳ là ít luôn, tầm khoảng là 13-14 lít trên 100 km. Và cái độ quá tải của xe thì nó cực kỳ khỏe luôn, chúng ta quá tải hơn chục tấn được luôn đi phi vu. Và đây là nội thất của xe Jack 680. Chúng ta quan sát thử một lần nha. Đây. Thì nội thất của xe thì rất là giống với lại nội thất của xe Jack 650 Plus. Hai con xe này không có gì khác biệt cả. Khác biệt một điểm là xe N680 của chúng ta nó sẽ không có cái hệ thống cruise control. Nó nằm bên tay trái ha bác tài. Bên đây. Thấy chỗ này nó trống không? Đó. Bên phải thì chúng ta là hệ thống chuyển đổi kênh radio FM và cũng như là tăng giảm âm lượng. Về đồng hồ thì cũng như nhau luôn. Chúng ta trang bị 5 đồng hồ với 2 bình hơi và tốc độ di chuyển, đấy. Vòng tua, nhiệt độ nhiên liệu đầy đủ. Và trên xe thì chắc chắn chúng ta phải có là radio FM. Đấy. Và máy lạnh hai chiều, quạt gió. Và các cái ngăn đựng đồ. Ở đây chúng ta có thể thiết kế một cái màn hình ha. Ngăn đựng nước đầy đủ cho bác tài luôn, 2 ngăn đựng nước nha. Và ngăn đựng đồ. Đấy. Ở bên trên thì sẽ có là cửa sổ trời. Một cửa sổ bên đây và 2 cái cửa sổ nhỏ khi mà chúng ta di chuyển ha. Đấy. Đây nè. Ok. Và xe chúng ta là được trang bị 3 chỗ ngồi và một cái giường nằm như xe Jack 650 Plus. Đặc biệt chúng ta là cabin kép. Cái không gian của cái cabin thì rất là rộng nha bác tài. Bác tài di chuyển 3 người thì nó rộng rãi thoáng mát. Phía trên là tấm che nắng nè, đèn nè, đấy, đầy đủ cho bác tài luôn nha. Ok. Và cái hộp số chúng ta đi là hộp số phát, 6 số tiến và 1 số lùi. Và đây là cái phanh lốc kê của chúng ta nha. Xe chúng ta đi là hai bình hơi và 4 phanh dẫn độc lập. Và chúng ta trang bị là phanh ABS, phanh combo đổ đèo và cũng như là phanh hơi lốc kê. Thì đảm bảo được an toàn cho bác tài di chuyển. Thì con xe này chúng ta di chuyển thì rất an toàn luôn. Và cái độ quá tải của nó là trên 10 tấn, cực kỳ khỏe. Và cái động cơ của xe là 170 HP nha bác tài. Ok, và đó cũng là những cái đặc điểm, ưu điểm của xe Jack 680. Thì bây giờ em xin báo giá luôn. Thì con xe của chúng ta hiện tại là có giá là 611 triệu cho phiên bản thùng đuôi bạc. Và hiện tại đang khuyến mãi lên đến là 22 triệu đồng cho bác tài mua xe. Nó sẽ trừ thẳng vào giá xe. Giá xe chúng ta sẽ còn lại là 589 triệu. Bác tài lăn bánh lên thì nó chỉ rơi vào khoảng là dưới 620 triệu thôi. Là bác tài có thể sở hữu được con xe tải 6 tấn rưỡi, cùng hạng 6.2. Với những cái đặc điểm, động cơ khỏe, trang bị đầy đủ phanh hơi lốc kê. Và
có giường nằm, cực kỳ là ưu đãi cho bác tài. Ngoài phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì bác tài có thể trả góp, ngân hàng hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị của xe, bác tài trả trước tầm khoảng là 150 triệu là có thể nhận được xe rồi. Thủ tục rất là đơn giản luôn, chỉ cần căn cước công dân là có thể làm được. Và bác tài cần tìm hiểu thêm về xe Jack N680 hoặc là những dòng xe khác thì có thể liên hệ đến số điện thoại bên dưới màn hình, gặp em Mẫn sẽ tư vấn chi tiết cho bác tài. Và video của em đến đây là kết thúc. Em Mẫn xin kính chào và hẹn gặp lại quý bác tài vào những video clip tiếp theo.